sĩ Đàm Vĩnh Hưng, công ty giải trí Tiếng Hát Việt xin hân hạnh ra mắt Hành Trình Cuối Cùng của Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, rất cảm ơn. Trời ơi mọi người ơi, Hưng chỉ muốn đi ra đây gặp để ôm hôn mỗi người một cái. Nóng quá, thương quá, tội nghiệp quá. Mà đúng kiểu không khí hát, coi hát ngày xưa đó nha. Đây là Hưng cố ý đó. Dạ ngày xưa mà nếu muốn thưởng nghệ sĩ, người ta thường kẹp tiền vô trong quạt chọi lên ạ. Quý vị cứ chọi thoải mái. Bây giờ là chuyển khoản thôi em ơi. Ghi số tài khoản ở trong quạt đó nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm đã đến đây với Hưng. Còn rất nhiều những người không đủ chỗ ngồi luôn, trời thấy thương á, có lỗi quá à. Trời ơi, phải như bướm vậy trời thương. Không nghĩ là nó bị chật như vậy luôn, không nghĩ. Mà thề là nói đừng, mọi người đừng có giận nha. Lúc mà nãy đó, Hưng chờ mọi người tới báo chết cha rồi anh ơi, kẹt cứng rồi, đông quá rồi. Trong lòng mình thề mình nói cái điều mà không bao giờ mình không dám nghĩ tới mà vẫn phải nói ra là giá trời cho ai, đừng, người nào chưa tới đừng tới nữa. Trời ơi, nó không còn chỗ, chửi mình chết. Cảm ơn mọi người đã tới đây với Hưng ngày hôm nay, cảm ơn nhiều lắm nha. 18 năm, nếu mà là lá thư tình nào mà anh nhớ nhất và gây khổ cho anh khi thực hiện lá thư tình đó nhất? Trong 9 lá thư trước thì có vài lá thư cũng gây khổ rất nhiều. Cái lá thư đầu tiên đó là khó nhất, là cái cuốn Tình Ca 50. Nhưng mà mình không phải vì như vậy mà mình dừng lại cái tình yêu đó. Chứng tỏ cái sự chung thủy của mình vẫn đi tiếp tới giờ phút này. 18 năm trôi qua, bắt đầu từ 2005, Lân đã tự tìm một con đường để cho mình già đi đó. Rồi mình có cái bài đáp mới, mình có thể hát cho nhiều cách khác nhau. Hưng sợ mình 60-70, không biết mình còn dám dụng highlight không, mặc quần rách không đó. Người ta sẽ gọi mình là ông Hưng hay thằng Hưng đó, chúng ta phải tính trước cái đường như vậy. Nên là dấn thân mà cuối cùng đã đi được tới 18 năm và được mọi người đã thừa nhận như vậy. Cái cuối cùng này là cái gian truân nhất, rất rất gian truân luôn. Nói thật với mọi người, chút xíu sẽ chia sẻ gian truân như thế nào. Tại sao anh lại chọn mashup? Tại vì theo như là Thúy Miêu đoán á, nếu đây là cuộc chơi cuối cùng của Dạ Khúc Cho Tình Nhân, chắc chắn tất cả những đồ chơi tuyển lựa nhất sẽ được dồn vào. Cái kiểu của anh Hưng làm album giống như là bánh mì Vinh quá. Nhét nhiều thịt là anh đã nhét một cái lượng nhân, tức là một cái lượng nội dung rất cao. Và em cũng đã lờ mờ đoán là anh sẽ chơi liên khúc, nhưng mà bất ngờ nhất khi mà anh chọn thủ pháp mashup á. Yeah. Đây là cái tâm tư của Hưng. Hưng anh, muốn anh muốn ngồi. Hưng muốn nhiều người biết được cái này lắm luôn á, mà cứ ôm trong lòng biết phải canh được cái giờ phút nào mới nói được với mọi người nghe. Như vậy nè quý vị, mình biết không, nếu mà làm cả hai album cho một cái sự tham lam đi cũng chỉ là 24 bài là cùng. Nó giống như những gì mà đã từng làm, nó không có đã lắm, nó chưa đủ đô. Với những người bị bệnh nặng, ghiền chơi với bolero rồi đó, càng ngày nó càng nặng hơn thì phải tìm cái gì nó lạ hơn và nó thích nghi được với xung quanh tất cả mọi thứ. Sau khi Hưng làm cái bản Lâu Đài Tình Ái, Hưng vô cùng bất ngờ. Lớp 5, lớp 6 hát rần hát đồng ca luôn, Hưng hết hồn luôn. Hưng thấy là mình đã có một cái cách kể chuyện mới về bolero cho những người trẻ, họ đón nhận, họ lan truyền nó rộng hơn. Những khán giả ngày xa xưa họ chỉ nghe yêu thương và để đó, còn cái sự mà lan truyền là con cháu họ mới là lan truyền. Cho nên Hưng chọn giải pháp làm mashup, thứ nhất làm khó mình và cho nó nhào lên nhào xuống, nó lộn xộn, người ta không biết gì mới bất ngờ mới thích. Có những cái câu hát mà mọi người biết không, cái đuôi của cái chữ đó nằm ngay đó là nối một cái chữ đầu của một bài ca khúc khác luôn. Hưng đem cái mình của bài khác nữa nhét vô trong cái mashup đó, nó chỉ cần là cùng với tông, cùng với nội dung và cùng cái màu sắc âm nhạc là mình đưa vô. Có khi hát đúng một câu phải trả tiền tác quyền nguyên bài, cái đó là cái mình phải trân trọng. Trả tiền tác quyền cũng khá lắm luôn á. Và đó là cách chơi mà vì sao Hưng muốn chọn mashup. Hưng muốn tiếp cận với người trẻ và cũng muốn khán giả người xưa đó họ nghe được cái gì mới mẻ, cái gì nó thay đổi hoàn toàn. Vẫn là bolero, vẫn tình yêu đó, nhưng ngày hôm nay mặc một chiếc áo mới hơn. Khi người ta nói rằng là người trẻ bây giờ bị nghiện nội dung nhanh, nhưng hình như là thủ pháp mashup đã là một cách đưa nội dung nhanh cho âm nhạc xưa. Khi mà người trẻ có thể thưởng thức rất nhiều nhạc phẩm trong một thời lượng ngắn theo một hành trình thú vị hơn. Những lời nhận xét của em là hoàn toàn chính xác hết. Con nít bây giờ thực sự là coi nhanh thiệt, coi nhanh lắm. Khán giả trẻ cũng vậy nữa, cái gì nhanh thì được, chứ mà kéo dài AA, thậm chí một cái clip, một cái YouTube Hưng quay lên mà nó quá chừng phút như ngày xưa là không có hiệu quả nữa, là buộc phải cắt ra tùm lum hết trơn á. Đó là cái xu hướng chung rồi, và mình phải chọn lựa một cái gì đó mới thật sự, nhưng nó vẫn mang âm hưởng đồ chơi xưa, nó còn nguyên đó cho người ta. Ví dụ những bản hòa âm, có những người lớn thường sẽ hòa âm theo đúng kiểu đường phố, có những bài dành cho người trẻ thì dùng lo-fi hoặc là những cái kiểu đồ chơi ít nhạc cụ hơn. Hưng may mắn thấy được rằng là nhiều khi tìm bài, có những đêm Hưng nằm, Hưng thức khuya tới 2-3 giờ sáng, 4 giờ mà sáng là chuyện bình thường. Hưng nghe bài xong Hưng canh tông và Hưng làm rất thủ công luôn á. Hưng
in một bài hát, một mashup, không nghĩ trong đầu khoảng chừng 3 bài đi, sẽ in cái bản là 9 bản, bắt đầu hắn cắt ra cái A1, cắt ra dán lên của tờ giấy tổng nha, dán keo hồ rồi ghi cái chỗ này cái chữ A, ví dụ như mời nhỏ Uyên Linh hát đi, chỗ nhỏ Uyên Linh, cái này Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh Đàm Vĩnh Hưng, hay mời Trúc Nhân phải chia câu vậy luôn đó, làm rất thủ công, còn nguyên si tất cả những cái chứng cứ đó. Và cái cách mà Hưng muốn chơi đó là thực sự là như Hưng nói đó, muốn làm cái gì đó mới mẻ hoàn toàn với Bolero, vì một thời gian khá dài nó đã bị tấn công, bị lạm dụng nhiều quá rồi, thì mình phải có một cái gì đó thật đặc biệt cho Bolero. Nếu mà dùng theo lối nói xưa đó là canh tân, hoặc là tái chế một thứ mà người ta tưởng như là đã quá cũ kỹ, không chỉ là trong thủ pháp của âm nhạc mà ngay cả trong việc mà anh chọn những giọng hát đồng hành với mình, những người bạn trẻ, hình như là anh đang may một bộ váy mới cho một người tình cũ. Chắc chắn rồi, nhiều bộ váy khác nhau nữa. Dương Triệu Vũ đó là hàng nhà của nhà chồng được là cứ xài thôi. Trong này có 2-3 người hơi dãy dụa, họ nói là anh ơi em chưa bao giờ thử, em chưa bao giờ hát. Nhưng mà với cái kinh nghiệm và cái sự quan sát của Hưng đoán được là em sẽ làm được việc, đó là Uyên Linh. Cái Hưng đề nghị đó, trời anh ơi thì không vậy em có làm được không, Trung Quân cũng vậy nữa, mà Trúc Nhân, cả ba em nào cũng dãy dụa trơn, không được, được chết em anh ơi, cứ còn thử đi. Thậm chí mà với Uyên Linh nhé, là một người khó tính vô cùng, Trúc Nhân vậy nữa, Hưng làm tất cả đều 2 bản hòa âm hết, một cái thiệt trẻ luôn, một cái thiệt là hết sức đường phố luôn. Cái mình bắt đầu dở trò thuyết phục Uyên Linh, người ta thấy em sang trọng nhiều lắm rồi, đẳng cấp nhiều rồi, giờ em xuống chờ chơi với anh đi, thấy không, ở đó khán giả đông lắm, khách nhiều hơn nhiều, thế là bà cũng nghe bùi tai là bà đi ra chờ với Đàm Vĩnh Hưng. Và em cũng tin rằng là giống như là vị trí của một người đàn anh khi anh mở đường cho những tiếng hát trẻ song hành cùng với mình đối với nhạc xưa, đó là mở thêm TA cho các bạn, một TA hoàn toàn không dễ dàng, không phải là những người dễ tính để mà chấp nhận cái hành trình với cuộc tình kéo dài 18 năm qua. Nên chợ trời này, nếu đó gọi là chợ trời, đó là ngôi chợ trời quý giá cuối cùng khi mà siêu thị đang quá nhiều. Trong này có một cái bản mashup đầy kỷ niệm. Lúc đó dịch thì Phi Nhung gọi cho Hưng, cái này nói thiệt nha. Đại ca ơi, em muốn quay một cái bài mới, hồi giờ em chưa nghĩ ra cái gì hết trơn á. Cái nói mày chờ tao xíu, Hưng đang tập nhảy, cái ra dừng máy lại ra ngoài kia đứng nói chuyện. Bây giờ tao nghĩ nhanh thôi nha, nhanh thiệt nhanh thôi. Mày tìm những cái gì mà liên quan tới con đường đi, những cái bài hát Bolero đó có chữ con đường là mày quất vô hết chỗ, anh soạn bài cho. Nhưng mà phải làm gì, là hồi xưa giờ chưa ai nghĩ Phi Nhung hát, nhạc Trịnh Công Sơn hết, thì mày mở màn một câu của ông Trịnh Công Sơn thôi, sau đó mày vô cái Bolero là tao té xỉu liền luôn. Trời ơi, hay quá đại ca, hay quá, nói hay sao nó không xài đó. Đó là phải đổi chủ đề. Cuối cùng là Hưng nói, ê nếu mày không xài tao xài à nghe. Đó, rồi đó, thì đại ca xài đi. Cuối cùng là nó mashup nằm trong cái album này của Hưng. Nó đặc biệt lắm. Hưng cũng đang nôn nóng, cũng muốn hát các bạn cái mashup đó cho mọi người nghe nữa. Lâu vắng không người sao khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm, còn trăng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Lâu vắng không người sao khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm, còn trăng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi. Em thấy Châu cười dữ lắm luôn, anh khoái. Anh cho em biết ý kiến của anh đi. Tôi rất là cảm kích cái ý tưởng của cái thế hệ tiếp nối của tôi đây. Đàm Vĩnh Hưng lúc nào cũng đầy sáng tạo, lúc nào cũng suy nghĩ cho cái cuộc đời làm nghề ca hát của mình có một cái gì đó giá trị để cống hiến đến giới thưởng ngoạn âm nhạc. Và Hưng thật là xứng đáng một người ca sĩ được thừa hưởng những cái thành công tuyệt vời nhất từ tổ nghiệp dành cho, cuộc đời dành cho, và tất cả khán giả từ khắp mọi nơi luôn đồng hành và ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng. Chúc Hưng luôn luôn được nhiều sức khỏe thật tốt, có những cái ý tưởng thật là tuyệt vời, thật là mới mẻ để cống hiến cho cái âm nhạc và cuộc đời nghề nghiệp của Hưng thành công và thành công, và Hưng lúc nào cũng được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn anh nhiều.